Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình mua cục này về trên sàn đỏ giá 261.000 để về củ hành mấy con motor này nhé. Củ hành mấy con motor này. Con này là servo mình đấu lại. Con kia con tôm motor vàng. Đây con này nghe nói là 2.000W, mình không biết phải không. Nhìn nó bé lắm các bạn. 2.000W. Đây con motor vàng hai con kia nữa, con kia 100W này, con kia mà làm quạt thì tuyệt vời nhá, con kia cũng vậy. Mình bung ra cho các bạn xem nhá, để mà củ hành mấy món này. Đùa thế các bạn, mình mua về để mình có dự án khác nữa. Bây giờ phải bung ra xem là với giá như này là xem như nào nhá. Các bạn muốn xem ruột của motor kia tí mình tháo cho các bạn xem nhé. Đây, con này mình bung ra không được, trước bung ra không được, bung còn mỗi ốc này. Con này gấy này, con kia tháo ra này, con này chưa tháo được, chắc phải về quê mới tháo được các bạn. Con này còn 800W servo, tí test thử xem nhé. Con bằng vàng kia à, tìm test xem con này với con này nhé. Đây rồi các bạn, đây là con điều tốc. Ô, con này 1.000W các bạn ạ. Sao shop lại cho mình 1.000W vậy? Mình mua con 800W thôi. Không biết phải hàng này là như thế nào đây. Khá dài. Hơn một con tay. Mình mua con 800W mà shop lại cho mình con 1.000W nhé. Không biết phải 1.000 thật hay không, hay là trong này mất phép bằng nhôm thì không biết được. Không liên thiên nhầm bung ra xem như nào nhé, xem có mót lại được về điện áp thấp không, các đầu dây rồi bung ra xem như nào nhé. Tháo cái độc và tút ở xe phải nhá, khá dài. Con này chắc muốn 1.000W rồi các bạn ạ. Phép 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18 phép. 18 phép các bạn ạ. Phép này là phép lưng đồng hay lưng nhôm này. Ôi dồi ôi, bẩn. Đồng hay nhôm này. À, cái này bằng đồng hết các bạn ạ. Đồng hết. Phải là đồng hết. Con này là tối quá. Mình quay rõ các bạn xem được. Tên con này là con gì. Chạy con phết. Con này là phết FHP 100N08 đúng rồi, phải không? Nhìn bò gọn to nhưng mà gọn các bạn.
Để mình tìm cách mod lại xem đoạn này xem nhá. Đây này, ở đoạn này. Đây cái dây ổ khóa này. Xem lại được về điện áp thấp không? Xong mình test cho các bạn xem cái này như nào nhá, nó chạy như nào nhá với motor này nhá. Đây, mình mod lại xem như nào nhá. Bo này chạy ở 48V đến 64V. Đây các bạn. Dưới này. Nãy mình không quay xuống dưới cho bạn xem. Có dấu hiệu sửa chữa. Đây. Bè bét. 1000W là sửa chữa này. Thôi không sao các bạn. Để mình cho nó chạy xem có chạy được không đó. Mod về xem nó chạy không á. Bò đa năng nhé. Không biết phải đa năng không. Này, góc 60 trên 120 độ. Mod ở đây nhé. Này, đây nhá. Mình hàn một con diode thì từ cái con chân 5V. Đây các bạn, từ cái chân 5V này sang cái chân điện trở bên này. Đó, điện trở này. Đây diode. Bo này mình phát hiện ra là chạy được 80V các bạn ạ. Đây. Nó có cái dầm dưới này. Các bạn nổ nó lên nhấc xong này chạy đến 80V luôn nhá. Giờ cái này mình hàn lên. Đấy, đúng cái chân này luôn. Xem nó chạy thế nào nhé. Đây vừa tới. Đây một con diode 4047. Hàn vào xong mình gắn và xem chạy như nào nhé. Đến chạy được 24V không đấy nhé. Đây. Mình đã cho chạy nha các bạn ạ. Với cái cục nguồn này. Nhỏ là cái này 5A rồi các bạn ạ. Đây mức điện áp này. 29V này. Và mình đã mod lại cái này nhé. Cho nó chạy điện áp thấp này. Hiện tại là mình đang chạy 29V này. Để thử test với cái motor này nhé. Đây, cái volume này. Thử xem nó chạy không nhá. Úi, chạy êm lắm các bạn ạ. Mắc hết cỡ rồi. Còn một tờ chạy bom nhá. Chẳng không phải là 33W nữa. 33W. Ui, mạnh lắm các bạn ạ. Ui du, bòn. Bòn thật các bạn. Ok. Mức 29V này là chạy được với bò này nhá. 1000W này. Chưa. Con này chắc tầm 300W. Má motor sản xuất năm 2019 nhá. Đây, đang 29V. Thì mình thay sang 12V xem nó chạy như nào nhá. Chạy được không đấy? Đổ sang 12V đây nhá, 14V. Xem cục này có chạy không? Mình nghĩ chắc không chạy đâu. Vì cái này nó phải hạ xuống tí nữa. Cũng phải thử xem như nào. Ui, 12V vẫn chạy được các bạn ạ. Ui, thấp thật đấy. Con này chạy cực thấp luôn nhá. Đây đang mức 14V. Nó chạy được 1000W nhá. Này cái bò 1000W này. Ui, hay thật. Chạy được rất thấp luôn các bạn ạ. Có thể tăng điện áp cao lên được. Con này các bạn mua thì mình thôi với mình cũng rẻ rẻ, khá rẻ. Giá con này là 186.000 hay sao. Mình áp má giảm giá của mấy ngày tháng 11 mà. Ô con này chạy được thấp thật. Ôi. Các bạn mua nhá, mua cái này bộ này nhá. Mình sẽ để link bên dưới video cho các bạn mua nhá. Đa năng này các bạn ạ. Đà Nẵng á. Rồi ok.
lắp xong cái con servo như nào nhé. Đầu xong rồi, cho chạy nhé, chạy cái motor này. Không chạy được các bạn, cái này nó chạy điện áp cao quá, mình đấu lại như sao rồi mà vẫn không được. Đây này, nó chạy mức 200V, đấu về hình sao nó chạy tầm 100V, 100V. Tí mình nâng điện áp lên xem nó chạy không nhé. Nặng, không quay được, không chạy được. Đấu rằng 24V thế nào, thì đấu lên 44V xem như nào nhé. Này, mức 29V này, không chạy được. Không chạy. Để nó kêu ạch. Sao không chạy? Mình cũng chưa hiểu về con này lắm đâu. Không chạy được các bạn ạ. Không hề hấn gì. Mình nghĩ là cái này mình đấu vẫn chưa đúng thôi. Đấu chưa đúng. Thì mình xem cho những ảnh các bạn xem bên trong như nào nhé. 500 tròn. Con này mình tháo ra đấu lại. Con nào không được về mình phá ra làm lại. Này. Mình mua ở trên Facebook có một bác bán. Con này bị tháo ra nhiều quá. Mất cả cảm biến hay cái gì đây. Ok, giờ bùng cái kia ra cho bạn xem 500 như thế nào nhé. Mình đã bảo 500 con này thì cực kỳ là ngon luôn đó. Đây, bộ này là ngon rồi. Rồi đến con kia, bùng các bạn xem nhé. Con motor mình đã bùng ra này. Này các bạn, con 6 cực tư. Dây chập đôi nhé, mỗi một quận là chập đôi lại, dây có 1.1 lít. Đây ở đây đấu hình sao, quay tối quá, đấu hình sao khá đẹp luôn nhé. Để cho các bạn xem 500 nó, đây 4 thanh 500, bên ngoài bọc là lưới sắt non nhé. Đây, sơn và lối sắt này. Đó, 4 cực từ 500. Hút cực khỏe luôn nha. 500 hút cực khỏe luôn. Đây, 500 nó làm kiểu này nha. 500 nó sẽ hút về trên này nhiều hơn. Này, 500 nó hiếm. Loại này nó sẽ cho khít vào cái bộ này hơn, khỏe hơn. Cái này đấu hình sao nó sẽ quay chậm hơn nhé, mà rất khỏe luôn á. Đây nó cũng giống cái bộ này. Bộ này cũng dùng 500 bên trong. Bộ này về sau mình chế cái máy bơm nước mini. Đây nha. Còn cái kia thì 2000W không biết phải không. Thấy trên YouTube là cũng có người test cái này với lại 2000W, mình không biết là phải không. Đây, con này, còn con kia này. Con này rất bé. Con này mua hình như 46K hay sao. Có cánh tận nhiệt luôn nhá. Con này chạy 3 vòng bi nhá. Một vòng ở đây, 2 vòng trên này nhá. Ok. Này là review cho bạn xem mình mua cái điều tốc 800W nhưng mà mình được nhận được cái 1000W. Ngon. Chạy áp thấp nha, 14V vẫn chạy được này. Mình mua lại chạy được vậy. Đó. Ok nha các bạn nha. Các bạn mua cái bộ này mình sẽ để link bên dưới nhá. Khá rẻ. Mod rất dễ luôn ạ. Nếu mà còn giống 1000W giống của mình như này nhá.
rồi các loại motor luôn. Ok, chào tất cả các bạn nhé.